Thưa quý vị, ở thời điểm hiện tại khi mà chúng ta đang dần làm quen với trí tuệ nhân tạo, với nhà thông minh, với tiện nghi đầy đủ, thì đã có một người đã từ bỏ những cái mà ta gọi là hiện đại đó để tìm về với những giá trị đơn sơ mộc mạc từ thiên nhiên, từ quê hương, để sống, để khởi nghiệp và để tạo công ăn việc làm cho chính những người dân xung quanh mình. Đó là chàng trai Trần Minh Tiến, một người con của mảnh đất Long An. Hiện tại thì mình đang sống ở một cái vườn khoảng 3.000 mét vuông. Nó có rất là nhiều cây cối và mình trên đó thì mình cất một cái nhà máy tranh lợp lá. Lúc trước thì mình làm những cái sản phẩm tái chế. Tuy nhiên là mình thấy những cái sản phẩm tái chế và cái việc làm đồ tái chế nó không giải quyết vấn đề một cách triệt để. Và mình bắt đầu chuyển hướng sang việc sản xuất những cái đồ dùng tự nhiên. Cửa hàng 3T là một cái hình mẫu, là cái doanh nghiệp nhỏ ở địa phương chuyên phát triển và sản xuất các cái sản phẩm địa phương, và nó đa dạng nhiều loại sản phẩm. Liên quan tới cỏ bàn thì nó là có ống hút cỏ bàn, đệm cỏ bàn, túi xách, ví, ví từ cỏ bàn. Những cái sản phẩm đó được mọi người rất là quan tâm. Mình thấy được là mọi người đang rất là quan tâm và đang dần chuyển hướng sang sử dụng những cái đồ tự nhiên. Mình có thể làm những cái đồ nó đẹp chẳng hạn, thì cái sự lan tỏa nó đến từ cái những cái sản phẩm đó luôn. Tiến đưa hàng đến đằng lương, đằng sách, đằng bốt, đằng bị, rồi đằng cặp, thấy ta xài cái đó là mình vui. Làm cho Tiến là có tiền hơi nhiều hơn hồi xưa giờ thì cô cũng mừng. Cô mong muốn là có hàng dài dài để cô làm cho thằng Tiến. Cái thay đổi lớn nhất mà mình nhìn thấy được đó là mọi người thấy được là những cái chất liệu tự nhiên này nó là một cái đồ bỏ đi nhưng mà lại có một cái giá trị mới, có thể là sống được từ nó. Hiện tại mình cảm thấy rất là hạnh phúc với cái cuộc sống của mình bây giờ.